Rồi xe nó có cái âm thanh giọng nói của đúng nhân vật trong phim luôn nha. Rồi đẩy đi cái âm thanh tàu chạy ha. Rồi đây nó và ngoài ra con mắt nó liếc qua lại khi đẩy chơi đi. À, đây anh viết đầu tàu xe lửa, nhân vật hoạt hình Thomas and Friends, tên gọi của nhân vật này là Mavis. Nó là hàng thương hiệu Golden Bear của Anh Quốc, bằng chất liệu nhựa cực kỳ đẹp luôn nha. À, nó sử dụng đây là hai viên pin tiểu có công tắc tắt mở cho cái phần âm thanh ha, hiệu ứng âm thanh thôi, chỉ chơi tương tác đẩy chạy chứ không có động cơ. Cái phần bánh xe nó có cao su bên dưới nên chạy rất êm.